Vâng, em chào quý vị. Hôm nay là em lên một cái con bếp từ đơn cho các bác nhá. Đấy. Đây là một con bếp từ đơn mình có thể sử dụng cho các cái chảo cũng như là xoong đường kính từ 18 đến 20 cm nhé. Đấy. Bếp từ đơn. Con bếp từ này là của hãng IS Ozama thì các bác biết rồi. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của nội địa Nhật Bản. Đấy. Nó được sử dụng rất là phổ biến trong Nhật nha các bác nhé, nội địa Nhật nhé. Đấy. Gần đây thì nó hàng nó được tuồn ra ngoài thị trường Việt, thị trường thì nó mới có cái nồi này, các cái gọi là bếp này, chứ còn bình thường ra là trước đây là mình không thể nào mua được các cái bếp này ở Việt Nam đâu, bởi vì là cái bếp này người ta chỉ bán phục vụ mỗi trong nội địa Nhật của người ta thôi, tức là chỉ có hàng điện 100V mà không có điện 2.2 nhé. Và con này là bên em là mãi mới lấy được ở trên bên Nhật về. Đấy. Thì đây là một cái bếp từ đơn của Idit Ozama nhé, hàng điện 100V các anh nhé. Lưu ý cho em là đây là hàng điện 100V, các bác không được cắm nhầm điện nhé, cắm nhầm điện phát là tèo luôn nhé. Đấy. Đây hàng đây thì cái con bếp này dùng khá đơn giản. Đây đây này này, mình cắm điện vào này. Đấy, nó kêu tít một cái nó sẽ hiển thị hai cái đèn đỏ ở đây. Chế độ bên này là chế độ đun nấu và chế độ bên này là chế độ chiên rán. Đấy thì mình muốn đun nấu thì mình ấn nút này. Đấy. Em xin lỗi nha, vừa nãy là có bên Viettel ở sang lấy hàng. Đấy, ok, chúng ta lại trở lại với cả cái bếp từ nha. Đây, bếp này thì nó dùng rất đơn giản này. Hả? Đây nó là đun nấu này. Đấy, thì nó sẽ có tăng giảm ở đây nhá. Thì nó sẽ có các mức công suất là từ 1 đến 5. Đấy, thì 1 là nhỏ nhất. Và 5 là to nhất. Đấy. Ngoài ra thì sẽ có chiên rán ở đây, hủy này, muốn nó chuyển nó chiên rán đầu tiên phải hủy nhá, chuyển nó chiên rán này. Đấy thì các bác sẽ nhìn thấy ở đây nó nhấp nháy đèn này. Đấy thì tương ứng với các cái đèn nhấp nháy này là 160, 170 đến 1 đến 200 độ C nhá, thì mình sẽ đấy, tăng giảm làm sao cho cái nhiệt độ chiên rán phù hợp với cả cái thực phẩm mà mình muốn chiên rán là được. Đấy. Sau đó thì đây. À, em sẽ test cho các bác thấy là nó vẫn đang sôi nước nhé. Nó bắt đầu sôi sôi lăn tăn này, các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn bắt đầu lăn tăn cái gợn sóng nước rồi không? À, nó bắt đầu có hiện tượng nước sôi rồi, rất là nhanh luôn nhá. Mở kính rồi đấy. Hơi nước đang bốc lên, mở kính rồi này. Có thể bắt đầu hơi nước bốc lên rồi không ạ? Đấy. Đấy, các bếp từ này nó đun nóng đều và nó cái khả năng sinh nhiệt rất là nhanh. Đấy, bắt đầu sủi tăm rồi. Đấy, thì bếp từ IS Ozama này là dùng cho những các cái xoong nồi nó khoảng tầm đấy đường kính 20 cm nha. Xoong nồi và chảo đường kính từ 18 đến 20 cm mình sử dụng nó đun nấu. Đấy, và nước đã sôi rồi. Đấy, thì các bác có thể thấy là bếp vẫn đang hoạt động bình thường. Nhận bếp bình thường, nhận xoong bình thường nhá, nhận xoong đáy từ bình thường. Đây thậm chí đây là một cái xoong nhôm luôn các bác nhá, xoong nhôm nhưng mà đáy từ. Bình thường nồi nhôm nó sẽ không nhận cái xoong nhôm nó sẽ không nhận cái bếp từ đâu. Nhưng mà cái xoong nhôm nó được gắn thêm cái đế từ thì nó sẽ nhận nhá. Đấy, thì các bác thấy nó đã đun sôi được bình thường này. Đó. Đấy, thì đây là con bếp từ Idit Ozama. Gọi là dòng bếp từ mini nhá. Để phục vụ đun nấu cho khoảng 2 đến 3 người ăn. Đấy, gia đình 2 3 người ăn hoặc là ai mà sống kiểu mình để ở những cái nơi mà thi thoảng mình ra để mình gọi là những bác nào mà làm đồ nướng cao su hay là gì đấy kiểu như dạng sống một mình ấy, hay hoặc là hai người thôi ấy, thì mình dùng cái bếp này để mình đun nấu rất là ok nhá. Đấy. 100V. Các bác lưu ý là cắm điện 100V nhé, dùng các cái đồ nguồn khoảng tầm 2 kg là sẽ phù hợp cho những cái con bếp từ này. Đấy. Thì bác nào mà lấy con bếp từ này thì alo em nhé. Con bếp từ này thì rẻ thôi. Đấy. 400k con bếp từ này thôi nhá, bác nào mua thì cứ báo em. Đấy. Giá sẽ bao gồm một cái dây này nhé. Đây cái dây này là dây bếp từ này. Đấy, nó sẽ có một cái dây nam châm này, nó hút vào đây như này. Đấy. Rất là chặt nhé. Đấy. Đấy. Đấy.
đấy nhá, đây nam châm để hút chặt nó vào. Đấy. Ok chưa? Đây là cách thao tác, em thao tác lại này. Ở đây khi bật điện lên nó sẽ có, khi cắm điện vào điện 100V nhá, khi cắm điện 100V nó sẽ có hai chế độ cho các bác lựa chọn đun nấu. Đây. Thì tăng giảm ở đây. Đấy. Và chiên rán thì cũng tăng giảm ở đây. Thực ra thì là cái chế độ trên với cái chế độ dưới nó như nhau thôi. Nó chẳng khác gì nhau cả, chẳng qua là người ta set hai chế độ này để làm gì? Một cái là người ta hiển thị cái nhiệt độ để cho các bác kiểm soát cái nhiệt độ của cái dầu chiên cho nó thích hợp nhất với các cái thức ăn, các cái thực phẩm của mình. Còn một chế độ còn lại là đun nấu thì là để nó để các mức công suất để mình làm sao phù hợp. Thế thôi. Chứ còn thực tế ra thì hai cái này nó sẽ gần như kiểu như một luôn. Đấy, nếu như mà các bác dùng đun nấu này thì đây, ví dụ như là số 5 sẽ tương ứng với cả năm 200 độ C chẳng hạn, trong chiên rán chẳng hạn. 180 độ C là số 3 chẳng hạn. Đấy, thì mình căn chỉnh sao cho phù hợp. Còn nếu như mà dùng chiên rán cho nó chuyên nghiệp thì đây, đây chuyển sang đây nhé. Đấy. Cái bếp từ này là nói chung là hàng nó về cùng đồ âm thanh thì em bán xả thanh lý thôi, 400k thôi nhé. Bác nào mua để alo em. Còn đâu là em không chuyên về các cái bếp từ đâu, em bán chuyên về đồ âm thanh cơ. Nhiều khi nó các này nó kèm về thì em bán thôi. Bác nào mua thì cứ báo em nhé, số điện thoại đặt hàng 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Xin chào các bác ạ.